kia chứ đâu. Bọn nó vào một thùng máy kia. Đừng sẽ bắt đồ, cá rô đủ lên máy kia đi. Thế hả bà? À đâu bà muốn lên máy kia lại là đi thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.